À, hiện tại thì mình đang có mặt tại server X88 các bạn, một server rất hot mới ra mắt của Bộ Lâm Trường Kỳ Movie. Và sau 2-3 ngày ra mắt thì lực chiến top đã có một sự thay đổi rất lớn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review và cho các bạn biết tại X88 này giờ server ra sao nha mọi người. Và hiện tại thì sau vài ngày ra mắt thì lực chiến top thay đổi rất lớn, có một nhân vật rất quý ẩn. Nói chung là hình như mình thấy đa số server, những server hot đều xuất hiện anh ta. Tuy anh ta không có top vào, mình không biết có phải chung một người hay không, hay là chỉ là nói chung là một cái tên nào đó kiểu như kiểu nổi tiếng quá là người ta đặt theo, mình không biết. Mà nhưng mà thấy sao những server top đều xuất hiện anh ta và tên nhân vật đó mà mình lại không biết. Nhưng lúc đầu mấy server mới ra không thấy xuất hiện anh ta, nhưng ra khoảng một ngày mấy các bạn thì lực chiến top anh ta tự nhiên xuất hiện một cách rất đột ngột, đã lên top một lực chiến, làm cho các anh em của server X88 phải quen mang. Tự nhiên xuất hiện vị cao thủ nào kiểu như y thật như là từ trên núi mới rơi xuống các bạn. Đúng là cao thủ dữ lắm. Thôi mình không có liên thiên lòng vòng sầm xí đú nữa thì mình chuẩn thẳng quá đây. Và hôm nay mình sẽ review về top lực chiến sau 3 ngày ra mắt của chị Kỳ Quy tại X88 các bạn. Có một sự thay đổi rất lớn, nói chung là thuộc dạng đại gia đua top liên server đúng không các bạn. Thì giờ mình sẽ vô cái thằng xếp hạng. Hiện tại bên ban hội á thì ban đang cắm đồng tại X88 đó là ban Chi LL các bạn, thủ lĩnh là Tommy. Ban thứ hai là Độc, Trùm Độc. Thứ ba là Hậu Kiệt, HK Tùng Lâm. Thứ bốn là Hồng Quả Hội, Tiền Quyền. Thứ năm là Giang Hồ, Võ Giang Đạo. Thứ sáu là Anh Em, Xuân Tùng. Thứ bảy là Phong Quang, Nguyễn Kẹt. Ban càng đã rất hạn nha các bạn. Rồi, mình tiếp tục về lực chiến. Thì đây là một nhân vật mình định nói tới các bạn, đó là một nhân vật hiện đang đứng top 1 server X808, đó là nhân vật Yến Thanh các bạn. Các bạn đều để ý những server đó đều xuất hiện anh ta để đua top. Lúc mà server ra mấy ra mắt thì mình không thấy anh ta xuất hiện, mà đột ngột anh ta xuất hiện một cách lên cái là top lực chiến hạng 1 server, làm cho nói chung là anh em Võ Lâm Trường Kỳ ở X808 phải nói chung là bị bất ngờ các bạn. Đã có tên trên top lực chiến, đây là một nhân vật rất quý ạ. Tự nhiên xuất hiện một cách rất là đột ngột lên top 1 lực chiến. Và top 2 đó là Tiến Quyền, top 3 là Bò. Và những anh chàng mà từng top 1, top 2, top 3 đã rớt xuống top 5, top 6 đó các bạn. Top 4 là Asu của Phá Thiên. Còn Tùng Lâm của Hậu Kiệt, Tống Nhiên thì của Chile. Và anh Cao Chaya của Ban Càng hiện giờ đang là từ top 4 rớt xuống top 7 các bạn. Đó. Còn 9, 10 thì của những anh chàng đó là Lạc Mắt Quần và Xuân Tùng. Và 10 là Tiên Tiên, đó là top 10 lịch chiến của server 88. Và đặc biệt còn anh chàng đó là Yến Thanh. Lúc đầu mới nói server thì mình không thấy top các bạn, mà hiện giờ anh ta đã nhảy lên top 1 lịch chiến để mình vô cho các bạn coi đồ đạc của anh chàng top 1 lịch chiến. Và cường hóa cộng 40, đồ thì full set và cam, chỉ có đồ dài thì chưa có. Với đồng hành thì một đồng hành, hai đồng hành XX và hai đồng hành X, một đồng hành cam và một đồng hành tím. Dương Ảnh Phong tùy tài 4 chiếc cam 1 chiếc tím các bạn, 18k lịch chiến. Đồng hành đó là Nam Công Phi XX. Đó, về vấn đề đồng hành để cho các bạn coi về bộ trang bị của anh ta. Hiện tại thì cũng cùng hóa 40, trang bị bậc 2, một cây nỏ thì 4 dòng cam và 1 dòng tím, 1 dòng đỏ các bạn. Phái đầu hoa, cây nỏ cũng ngon lắm nha, nếu mà tính như lúc mà mấy live server. Còn nhìn là cái cây của anh thì nó đặc dụng. Đó, coi sơ về đồ của anh các bạn. Cùng hóa 40 hết. Ảnh đua top, lúc đầu ảnh không có đua mà tự nhiên xuất hiện cách đột ngột các bạn. Tại lúc đầu mình mấy vô server mình chưa thấy bảng xếp hạng của ảnh. Danh hiệu là Ngự Không nha. Vấn đề thú cưỡi, ảnh đang cưỡi con ngựa GP Nagame cho nha các bạn, các bạn không cảm. Đó, các bạn top 1 chiến. Top 2 cũng là cường hóa 40 và sắp full set đầu cam nha các bạn. Cũng hai đồng hành, một đồng hành cam, một đồng hành ít. Còn vũ khí của anh ta bạc 2 luôn. Ồ, vũ khí ngon nha các bạn. Lực chiến 87k. Và top đầu là Yến Thanh là 95k. Bo, ô anh chàng Bo này full một set bạc cam luôn, mà cường hóa thì 30, mấy mà 30, 34, 35 thôi, chưa full 40. Rồi số lực chiến của băng Mafia này là 85k lực chiến. Thực đào hoa là bạn Bo, không biết là nam hay nữ đây. Cũng hai đồng hành, một hành cam và một hành tím. Đó, và mình vừa cho các bạn coi về sơ lược về ba top lực chiến cho các bạn cùng biết của server hiện đang là top 1 lực chiến tới top 3 lực chiến của X88 là ba nhân vật rất đình đám nổi cội trong mỗi lần chương trình. Đó là Yến Thanh và Tiến Quyền và Bo, và đặc biệt một nhân vật rất nói chung là đi đâu cũng gặp đó là Yến Thanh. Mình không biết tiền anh ta rất nhiều hay sao, ảnh tốt như là server đó hot thì thấy ảnh. Đó, Yến Thanh các bạn. Để mình nhận lì xì cái. Thì mình cũng vừa review xong top 10 lực chiến của X88 những ngày đầu ra mắt các bạn, và hiện tại server rất đông luôn.
Mình thì đang ở bên Càng. Bên này còn làm xong là tất nhiên bên đây. Thôi thì mình cũng vừa review xong Server 808 nha các bạn. Các bạn hãy ủng hộ kênh và nhận nhiều video tiếp theo về game. Bye bye cho mọi người. Băng băng hả? Xin hảo hộ. Chi, băng chiêu đang hiện đang là top 1 của 808. Thôi bye chào tụi anh em nha.